Về các bạn đã đến với kênh Xuân Mặn Germany. Hôm nay hai vợ chồng của mình ăn lẩu kim chi các bạn. Ok, xin mời quý vị và các bạn nha. Mình tranh thủ ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Lẩu kim chi của Corona gì đây nè. Hàn Quốc ăn nè. Cô gì? Korea Corona. Mời mọi người nha. Đây hôm nay mời cả nhà nha. Mạnh ai cứ chớt coi cái mì của Hàn Quốc nó làm sao nè. Cái mì đây là mì siêu cay, siêu cay. Coi nha, nó trắng á. Cái mì đây sao anh? Ngon. Cái mì đây nó không giống mì bình thường mình nha các bạn, mình phải nấu nó lâu một chút cho nên chín nó mềm, chứ nếu mà mình nấu nó nhanh quá đó là ăn nó ngon. Rồi nè các bạn, cái con chim chép này nó to gơ, mình mua ở RA đó. Nhưng con này nó đông đá chứ không phải tươi. Một hộp nó nhỏ nhỏ bán mình quên coi bao nhiêu trăm gram ta, anh nhớ mà. Một kilo, một ký các bạn, trong cái hộp ăn một ký là 10 euro. Một ký 10 euro các bạn ở RA. Tôm ơi, đây có tôm, có nấm, có đầy đủ các bạn ơi. Cái nồi lẩu kim chi này là rất đặc biệt luôn. Mình mua một con nhỏ nhỏ, mình thích ăn một con nhỏ nhỏ các bạn, nhưng mà không có, mình mua một ấy rồi mình làm. Trong này mình bỏ kim chi á, mình tự làm kim chi, mình có chia sẻ rồi cái clip làm kim chi các bạn. Kim chi Hàn Quốc mà hương vị Việt Nam á, nếu các bạn nào chưa xem vào xem, mình có chia sẻ ở trong danh sách phát á. Cái cách làm ngon lắm. Wow. Cho anh cái nấm đùi gà nè. Cái nấm đùi gà công nhận nó ngọt ghê các bạn ơi. Hai vợ chồng mình ăn có hết cái nồi này không? Quán hồng quá đã. Ôi gấp bịch cho bà xã cái nè, con xà. Wow. Sao gấp cho em con xà nhỏ dữ vậy? Sắp con lớn lớn một chút chứ. Nó giỡn các bạn, cái con chim chép này lớn quá trời lớn luôn. Nó lớn, nó to, ruột cơm không à các bạn.
Mình mua ở Lidl ăn đi á thì tươi, nhưng mà cái con có chút xíu à, nhưng mà nó là tươi. Ăn rau, đối ăn rau đông thuốc các bạn ơi. Còn vitamin không? Lâu lâu ăn này bổ. Mà thấy ngon hả anh không? Lâu lâu ăn ngon. Mà cái mùi vị kim chi mình làm này nè các bạn, nó ngon, nó lạ, nó cay, vừa chua, vừa ngọt. Mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, cay các bạn. Nó không có giống như cái lẩu bình thường của mình. Nóng ăn để không ăn không? Một miếng nước hấp này. Nước thì nó đã. Một miếng nữa. Từ từ. Ba. Vừa nóng vừa cay không? Nóng cay chạy luồn luồn các bạn. Nóng nó cay nó luồn nó chạy vô cổ vô bụng mình luôn á. Mực nè anh à, bữa nay trời thời tiết giỡn quá. Ui ui lạnh lạnh. Đây mực này các bạn, xả mình cắt nè, đẹp không? Mực mềm quá. Đây mực con nhỏ mà. Con mực đây gọi mực gì quan anh? Quan hả? Mực gì mà dẹp dẹp này các bạn, nhỏ nhỏ bằng cái bàn tay mình à. Bàn tay mình mà trắng. Nói thật với quý vị các bạn chứ mình chỉ biết ăn à. Còn mà tên của mấy cái con nhiều lúc cá đồ mình biết ăn chứ mình không có biết hết mấy cái tên con cá nha các bạn. Mật đồ cũng vậy. Rau bên này còn nhiều nè. Cho miếng rau. Ăn cho nó. Nó dài tóc, rắn dài dài tóc. Đẹp cái. Già rồi còn đẹp gái các bạn. Hai con rồi, hai nứa rồi. Hai lứa rồi. Làm như heo. Làm như heo hai lứa. Cái này hồi nãy ông xã mình kêu lấy kéo cắt đi. Đây mình quay lại các bạn, cái mình quên mất. Nhưng mà đỡ dài vậy hấp nó mới đẻ các bạn ơi. Cái này thám hồ.
Hành cây gì? Dừa nấm, chảy mũi. Trời mà trời lạnh ăn này cũng sướng các bạn không? Trời lạnh ăn này thành nóng luôn. Nói chung mấy cái này mình mua cho một cái bông hồng. Bông hồng thì anh cha anh bảo cho tôi chứ cha đưa mà còn chén, đưa cái chén lên chứ. Anh sẽ cha mà còn tiếc còn đỡ gì nữa cho các bạn phê đó nhắm. Hả? Mình mua cái này á, con chim chép này cũng ở bên RA nè, tôm cũng ở RA, mực cũng ở RA, rau cỏ cũng ở RA. Nói chung là mình mua ở RA hết các bạn. Anh em ăn miếng con chi á, chua chua cay cay ngon lắm anh không? Còi nắm nắm nha. Anh này các bạn, mình bỏ kim chi rồi. Nhưng mà nếu còn kim chi mình bỏ ra ở ngoài dĩa mình ăn thêm phụ nó còn ngon nữa mà mình hết rồi. Tại vì mình làm cả tuần nay mình ăn á, mình ăn cơm, mình ăn bữa đó, mình ngon quá ngày nào mình cũng ăn hết á. Cái bữa nay hai vợ chồng ngẫu hứng mỗi lần rổ kim chi ăn, coi là cái hũ kim chi còn cả mấy miếng à. Nhưng mà cũng rất là ngon. Cái cục trắng trắng này các bạn ăn dai dai thật thật ngon, mình lấy ra ăn rồi. Nãy giờ hình như anh chưa ăn mì tôm phải không? Có ăn rồi. Để em gấp bỏ thêm mì tôm cho nè. Bây giờ gấp giờ tặng cho mà. Tặng cho anh chút xíu mì tôm. Mì tôm thượng hạng của Hàn Quốc. Siêu siêu cay. Anh chơi em gấp rồi. Anh tưởng em gấp cho anh hả? Đâu có vụ đó. Gấp lầm rồi chứ đâu có vụ đó. Cái nước nó ngọt đã luôn. Anh biết sao cái nồng nước nó ngọt không? Bây giờ nồng nước nó ngọt các bạn biết không? Mình chế nước ít á, mà trong này là có tôm, có bò, có ốc, có mực, rau nấm đồ quá ngọt luôn còn cái gì. Ngọt mê ly luôn. Đẹp quá. Ăn đi chứ. Ăn thêm ăn đi em cho vui ngon mà anh. Bây giờ nó đang nóng. Ăn nó mới ngon. Nó nguội ăn hết ngon. Nè, ăn kim chép.
quá chừng nhiều luôn các bạn ơi. Ở trong cái nồi canh chút xíu vàng mà mình bỏ 1 kg luôn, 1 kg kem chép trong này, con nào con nấy thừa lừ nè, to quá chừng to. Cái này chắc người ta nuôi hả anh ha, chứ không phải biển đâu hả? Chắc nuôi mà. À xô. Mấy con này mà ở bên này có đi bắt ngon không? Con này xem nó đã chết vậy anh? Đó con cái á. À xô. Ngầu quá các bạn. Còn quá trần trần luôn. Wow, đã. Quá đã hơn không? Ăn nữa không? Ngầu quá. Ăn nữa thôi, bye bye nha. Clip hôm nay xin tạm dừng tại đây. Bye bye, hẹn gặp lại quý vị ở những clip sau. Nó làm nó liều. Ăn ngon quá, nó làm nó liều. Chúc mọi người vui vẻ nha. Chúc mọi người vui vẻ.